có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Adelaide, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398 166. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV, các thông tin về tình hình kinh tế cuối năm 2023 được công bố dồn dập. Trong đó, đáng chú ý nhất là số tiền nợ thẻ tín dụng để chi cho tiêu dùng của các hộ gia đình gia tăng, trong khi các khoản vay mua nhà lại giảm. Trong khi đó, đời sống sinh hoạt đắt đỏ dự báo còn kéo dài trong năm nay do nguồn cung một số loại thực phẩm trở nên khan hiếm do biến đổi khí hậu. Cũng để hỗ trợ cư dân giảm bớt gánh nặng các loại chi phí, ACCC tuyên bố ủng hộ sáng kiến của ngân hàng RBA về lắp thiết bị giảm phí thanh toán bằng thẻ tín dụng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2024 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin về tài chính, nợ thẻ tín dụng gia tăng. Dữ liệu từ Ngân hàng Chữ Kim RBA công bố hôm qua cho thấy nợ thẻ tín dụng đã tăng 1.56% trong tháng 1 năm 2024 với tổng số tiền vay tiêu dùng qua thẻ là 17.58 tỷ đô la, hiện đang phải trả lãi suất rất cao. Trong vài tháng qua, tốc độ tăng chi phí ghi nợ qua thẻ tín dụng ở Úc đã vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ. Chuyên gia tài chính của Canstar Steve Mickenbecker nói rằng đó là một dấu hiệu khác cho thấy các hộ gia đình đang sống vượt quá khả năng thu nhập của mình. Ông nói rằng điều này là rất nguy hiểm vì có một số người có thể sẽ phải mất hơn 25 năm để hoàn trả số tiền đã vay qua thẻ đó nếu họ chỉ trả những khoản tối thiểu và trả nợ với lãi suất trung bình là 17.15%. Nghiên cứu của Canstar cho thấy nợ thẻ tín dụng ngày càng tăng không phải là gánh nặng duy nhất đối với nhiều chủ thẻ, bởi phí thanh toán chậm đối với các khoản nợ trung bình cũng tăng, tăng từ 18 đô năm 2014 lên 20 đô la hiện nay, trong khi phí trễ hạn tối đa lên tới 40 đô la. Ông Mickenbecker nói, áp lực sinh hoạt và lãi suất cao đã khiến ngân sách hộ gia đình chịu áp lực cực lớn và nhiều người không còn tiền nên thẻ tín dụng là cách duy nhất họ có thể chi trả cho mùa mua sắm vào Giáng sinh năm ngoái. Nhưng do lãi suất thẻ tín dụng cao nên chuyên gia này khuyên các hộ gia đình phải tìm cách giải quyết nhanh chóng nếu không muốn rơi vào tình trạng phải trả nợ triền miên. Ông lưu ý rằng trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, người Úc đã giảm được 10 tỷ đô la nợ thẻ tín dụng nhờ việc chính phủ giải phóng sớm tiền hưu bổng và các hộ gia đình giảm chi tiêu trong thời gian phong tỏa. Thật không may khi đời sống sinh hoạt đắt đỏ, bây giờ ngày càng có nhiều người mắc nợ hơn. Do vậy, ông khuyên rằng cư dân Úc không biến việc chi tiêu bằng thẻ ghi nợ thành thói quen và nên kiểm soát được chi tiêu và trả nợ nhanh chóng. ACCC ủng hộ sáng kiến của RBA về giảm phụ phí thẻ khi thanh toán. Ủy hội giám sát cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng ACCC cho biết họ ủng hộ sáng kiến của Ngân hàng Chữ Kim RBA nhằm cắt giảm phí xử lý thanh toán thẻ cho các doanh nghiệp và tiết kiệm cho người tiêu dùng. Các dữ liệu cho thấy cư dân Úc đang mất gần 1 tỷ đô la mỗi năm tiền phụ phí khi thanh toán bằng thẻ, mà khoản này có thể giảm đáng kể khi định tuyến chi phí thấp nhất LCR được thực hiện đúng cách. ACCC cho biết Hội đồng Hệ thống Thanh toán của RBA đang theo dõi chặt chẽ mức độ thu phí mà các ngân hàng và công ty phát hành thẻ thực hiện trong việc cung cấp dịch vụ định tuyến với chi phí thấp nhất.
ACCC đã từng có hành động pháp lý chống lại gã khổng lồ thẻ tín dụng Mastercard, cáo buộc họ lạm dụng quyền lực thị trường trong thanh toán thẻ. Ủy hội cáo buộc rằng Mastercard đã đưa ra các khoản giảm giá độc quyền cho các nhà bán lẻ lớn đối với các khoản phí thẻ tín dụng nếu họ duy trì hoặc khóa mạng của Mastercard liên quan đến việc xử lý thẻ ghi nợ. ACCC cáo buộc điều đó đã cản trở sự cạnh tranh và phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới. Không giống như ở Anh và Liên minh châu Âu nơi cấm tính phí thẻ, các nhà bán lẻ ở Úc được phép thu lại chi phí thanh toán của mình thông qua việc tính phí cho khách hàng của họ, miễn là họ không được kiếm lợi nhuận từ việc đó. Hầu hết các thẻ ghi nợ, phương thức thanh toán được sử dụng thường xuyên nhất ở Úc là thẻ mạng kép, nghĩa là chúng có logo Mastercard hoặc Visa ở mặt trước và logo Epos ở mặt sau. Nếu khách hàng để hoặc quẹt thẻ trên thiết bị đầu cuối, thì có thể chọn mạng Epos rẻ hơn. Nhưng nếu thiết bị tính tiền chỉ có phương án tháp thẻ, thì giao dịch sẽ tự động được chuyển đến mạng Mastercard hoặc Visa Card đắt tiền hơn. Các doanh nghiệp lớn hơn như cửa hàng bách hóa và siêu thị không tính phí khi thanh toán bằng thẻ, vì khách hàng thường thanh toán số lượng lớn và những nơi đó trả chi phí thẻ cho khách hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ hơn thường chuyển chi phí thanh toán sang cho người tiêu dùng. Theo báo cáo của RBA, đối với một doanh nghiệp, một giao dịch Epos tốn trung bình 30 cent cho một giao dịch mua 100 đô la, tương đương tính phí thẻ là 0.3%. Trong khi đó, giao dịch bằng thẻ tín dụng Mastercard và Visa Card có chi phí 0.9%, trong khi thẻ American Express và Diner Club là đắt nhất với chi phí trung bình lần lượt khoảng 1.3% và 1.7%. Để giúp cắt giảm chi phí xử lý thẻ cho các doanh nghiệp, tức là gián tiếp tiết kiệm được cho người tiêu dùng, Ngân hàng Chữ Kim đã đưa ra một sáng kiến gọi là định tuyến chi phí thấp nhất hay LCR, có nghĩa là các thiết bị đầu cuối trong doanh nghiệp sẽ tự động chuyển sang mạng thẻ có chi phí thấp nhất khi nhận thanh toán bằng thẻ. Về lý thuyết, nó sẽ giảm chi phí thanh toán và sẽ khiến phụ phí đối với người tiêu dùng trở nên nhỏ hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 64% thiết bị đầu cuối kinh doanh được kích hoạt LCR. RBA cho biết quá trình tiếp nhận diễn ra chậm đáng thất vọng. Lãi suất cao khiến các khoản vay mua nhà tiếp tục giảm. Dữ liệu từ Tổng nhà thống kê ABS công bố hôm nay cho thấy các khoản cho vay mua nhà mới đã giảm 3.9% trong tháng 1 và tháng thứ 2 giảm liên tiếp sau khi đã giảm 4.1% trong tháng 12 năm 2023. Trong đó, các khoản vay của chủ sở hữu và người thuê nhà giảm 4.6% và các khoản cho vay dành cho nhà đầu tư giảm 2.6%. Người đứng đầu bộ phận thống kê tài chính của ABS, Ms. Ten cho biết, mặc dù hoạt động cho vay đối với người mua nhà ở đã giảm trong 2 tháng liên tiếp, nhưng xu hướng tăng trưởng vẫn cao hơn 1.5% nếu tính cả năm. Nguyên nhân là do các ngân hàng và dịch vụ cho vay tín dụng đã có những cải tiến gần đây về thời gian xử lý khoản vay, nên giúp làm tăng số lượng khoản vay được xử lý trong giai đoạn cao điểm năm nay so với những năm trước. Số lượng các khoản cho vay mua nhà giữa chủ sở hữu và người ở được tái cấp vốn giữa các ngân hàng và tổ chức tín dụng đã giảm 7.6% và thấp hơn 30.8% so với một năm trước. Số khoản vay dành cho người mua nhà lần đầu là chủ sở hữu nhà đã giảm 6.9% trong tháng 1 năm 2024, nhưng cao hơn 4.4% so với tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, giá trị của các khoản vay này giảm 6% trong tháng 1, nhưng cao hơn 13.2% so với một năm trước. Quy mô khoản vay trung bình đối với người mua nhà lần đầu đã tăng 485.000 đô lên 514.000 đô trong năm qua. Chủ tịch Viện Bất Động Sản Úc REIA Lynn Pinkington cho biết khả năng chi trả nhà ở tiếp tục là một vấn đề đối với người mua nhà lần đầu. Bà nói, mặc dù cao hơn 4.4% so với tháng 1 năm 2023, nhưng sự chậm này lại phản ánh tác động của việc tăng lãi suất và khó khăn kinh tế. Theo báo cáo về khả năng chi trả nhà ở HAR mới nhất của REIA trên toàn quốc, khả năng chi trả nhà ở đã giảm đáng kể 2.7% điểm trong quý cuối cùng của năm 2023 và một hộ gia đình trung bình hiện đang phải chi tới 47.7% thu nhập của họ để trả nợ thế chấp. Bà Pilkington cho biết, khả năng chi trả nhà ở New South Wales, Victoria, Nam Úc, Tasmania và lãnh thổ thủ đô ACT đang ở mức thấp nhất trong 20 năm qua.
Nhưng với việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào cuối năm nay, các đại lý bất động sản kỳ vọng sẽ có nhiều người mua nhà lần đầu quay trở lại thị trường, lựa chọn nhà townhouse hoặc nhà mới cải tạo ở xa trung tâm thành phố hơn. Tin tiêu dùng, giá một số thực phẩm dự kiến tiếp tục tăng. Nhà kinh tế trưởng của HSBC tại Úc, Paul Blockstam, cho biết giá của một số loại thực phẩm mà mọi người yêu thích như sô-cô-la, cà phê, nước cam, dầu ô liu và một số đồ ngọt có thể tăng khi nguồn cung bị ảnh hưởng. Ông cho biết có nhiều nguyên nhân chủ yếu liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố địa chính trị đang khiến nguồn cung bị siết chặt, đẩy giá gia tăng. Đầu tiên về nguồn cung cacao, ông lưu ý rằng kiểu thời tiết El Nino đã đóng một vai trò nào đó gây ra thời tiết ẩm ướt ở Tây Phi, nơi chiếm 3/4 sản lượng cacao thế giới, đã gây ra tình trạng thiếu nguồn cung đáng kể đối với nguyên liệu quan trọng này. Tính đến tháng 2, giá cacao đã tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi điều kiện thời tiết tiếp tục nóng hơn và khô hơn ở khu vực này, khiến triển vọng năm 2024 không tích cực. Ngoài ra, cam cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và sâu bệnh. Vào tháng 2, giá nước cam đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 160% so với mức trước đại dịch, đạt mức cao kỷ lục vào tháng 11 năm 2023. Ông nói rằng, đối với nước sản xuất cam, chính như là Brazil, Mexico và Mỹ, vốn chiếm hơn 60% sản lượng nước cam trên thị trường toàn cầu, thì các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong khu vực có thể tác động đến giá cả toàn cầu. Tương tự, cà phê Robusta đã tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao kỷ lục mới và cao hơn 178% so với mức trước đại dịch. Những rủi ro mà biến đổi khí hậu gây ra cho cà phê đã được chứng minh từ lâu. Còn dầu ô liu cũng đã tăng giá 70% trong năm qua lên mức cao kỷ lục mới. Nguyên nhân là điều kiện khô hạn ở Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha đã hạn chế nguồn cung. Đối với đường, mặc dù giá đường đã giảm trở lại một chút, nhưng vẫn cao hơn 63% so với mức trước đại dịch 2015-2020. Nguyên nhân chính là hiện tượng thời tiết El Nino đang ảnh hưởng đến cây trồng ở Ấn Độ và Thái Lan. Ông Paul Blossom nói rằng, tất cả các yếu tố từ phía nguồn cung này có thể sẽ khiến lạm phát ở nhiều nước, trong đó có Úc Châu khó giảm hạ nhanh. Cuối cùng, lễ hội âm nhạc Fairbridge ở Tây Úc một lần nữa bị hủy bỏ. Lễ hội Fairbridge, sự kiện âm nhạc dân gian cuối tuần diễn ra từ năm 1993 tại Tây Úc, lại một lần nữa bị hủy bỏ trong năm nay, và như vậy là sự kiện này đã không được tổ chức kể từ năm 2021 sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch. Chủ tịch của Folk World, Jane Aberdeen cho biết, việc hủy bỏ lễ hội dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 4 là do doanh thu bán vé chậm, chi phí sản xuất tăng và thiếu tình nguyện viên. Thông thường, doanh số bán vé tăng mạnh khi gần đến thời điểm diễn ra sự kiện, nhưng năm nay không có nhiều người sẵn lòng bỏ tiền ra mua vé. Bà Aberdeen cho biết, tổ chức này đã lên kế hoạch phân tích lý do tại sao doanh thu bán vé lại thấp đến vậy, nhưng tin rằng áp lực chi phí sinh hoạt có thể là nguyên nhân. Vé lễ hội có giá $100 cho một ngày và khoảng $600 cho cả hai ngày cuối tuần, bao gồm cả khu cắm trại cho một gia đình 4 người. Lễ hội đã bị hủy bỏ vào năm 2020 và 2022 do đại dịch COVID-19 và vào năm ngoái 2023 cũng phải hoãn sau khi nảy sinh tranh cãi với chủ địa điểm tổ chức ban đầu. Trang trại Fairbridge buộc ban tổ chức phải tìm kiếm một địa điểm mới cho năm 2024. Mặc dù chỉ tổ chức được một lễ hội trong 4 năm qua, bà Aberdeen cho biết ban tổ chức rất lạc quan rằng sự kiện này sẽ được hồi sinh vào năm 2025. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Việt TV Úc Châu vào 10 giờ sáng thứ hai.